Công ty trách nhiệm hữu hạn điêu khắc gỗ mỹ nghệ Thái Hồng Sơn xin kính chào quý khách. Chơi đồ gỗ mỹ nghệ đã không còn quá xa lạ hay mới mẻ, mà nó là một thú chơi mang đậm nét hoài cổ xưa cũ, chất chứa tinh hoa của bàn tay con người. Tác phẩm gỗ nghệ thuật được xem là loại hình luôn mang trong mình vẻ đẹp tiềm ẩn mà sâu lắng. Những giá trị của các tác phẩm gỗ không phải ai cũng hiểu, bởi thế mà khi hiểu được ý nghĩa của chúng thì ta ngày càng trân trọng và nâng niu những giá trị nghệ thuật đó. Có địa chỉ đặt tại Quốc lộ 1A, thôn 3, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Công ty trách nhiệm hữu hạn điêu khắc gỗ mỹ nghệ Thái Hồng Sơn ra đời bằng lòng đam mê nghệ thuật điêu khắc mỹ nghệ lâu đời, tự hào là đơn vị uy tín và chất lượng hàng đầu, chuyên sản xuất, gia công, nhận thiết kế, thi công gỗ nội thất, đóng mới và bán sẵn các mặt hàng về gỗ, nội thất phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, đồ thờ và phòng thờ cao cấp tại Bình Thuận. Trải nghiệm theo dòng thời gian, chúng tôi nhận thấy kiến trúc xây dựng đẹp, sang trọng thôi chưa đủ, mà trang trí nội thất đẹp và tạo phong thủy tốt cũng quan trọng không kém. Hiểu được điều đó, chúng tôi cho ra đời sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp, đa dạng như sập cụ, tủ thờ, nhà thờ, đồ thờ, bàn ghế, trường kỷ, giường, tủ, kệ, lục bình, tượng gỗ, đồng hồ gỗ, tranh gỗ, quán thư. Những hoa văn hết sức tự nhiên và mềm mại của các loại gỗ quý như chắc, cẩm, hương, vụ, sồi kết hợp với sự tinh tế sắc nét của khảm ốc sẽ làm cho quý khách say sưa. Đến với Thái Hồng Sơn, quý khách không chỉ bị cuốn hút bởi những tác phẩm điêu khắc gỗ mỹ nghệ ấn tượng hay các đường nét chạm khắc tinh xảo, mà còn là sự thiết kế hài hòa, tinh tế, phù hợp với mọi không gian nội thất, nhà thờ, nhà ở, văn phòng, dù là truyền thống hay hiện đại. Ngoài lĩnh vực điêu khắc gỗ mỹ nghệ, Thái Hồng Sơn còn chuyên sản xuất và cung cấp nước uống đóng bình, đóng chai, thương hiệu Rocky Water. Nước là sản phẩm thiết yếu không thể thiếu trong cuộc sống. Chính vì vậy, chúng tôi luôn chú trọng mang đến cho khách hàng sản phẩm nước tinh khiết nhất. Nước uống đóng bình, đóng chai Rocky Water được khai thác từ nguồn nước ngầm, xử lý qua hệ thống làm mềm nước, thẩm thấu ngược, thanh trùng bằng ozone và đèn tia cực tím trên dây chuyền đồng bộ hiện đại nhất, cam kết sẽ mang đến cho khách hàng sản phẩm nước sạch, tinh khiết và an toàn. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Công ty trách nhiệm hữu hạn điêu khắc gỗ mỹ nghệ Thái Hồng Sơn, địa chỉ Quốc lộ 1A, thôn 3, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Đồ gỗ Thái Hồng Sơn, hotline 0919 525 896. Rocky Water, hotline 0918 600 151, 0919 168 197. Thái Hồng Sơn, nơi hội tụ tinh hoa.